Nói về độ chơi xe, với dàn siêu xe trị giá hàng trăm tỷ đồng, không quá khó hiểu khi đại gia ngành thẩm mỹ Hoàng Kim Khánh, luôn nổi tiếng và gây ấn tượng trong giới chơi siêu xe tại Việt Nam, có thể kể đến những mẫu xe nổi bật nhất như Koenigsegg Reserve chỉ 80 xe trên toàn cầu, giá trên 52 tỷ đồng, McLaren Senna chỉ có 500 xe được sản xuất và có giá từ 23 tỷ đồng hay Lamborghini Aventador SLP 7404, Ferrari 488 Pista Spider. Nhưng, trước khi được biết đến là một trong những tay chơi siêu xe, đại gia đến từ Hải Dương còn được biết đến là một trong biker sở hữu dàn xe mô tô phân khối lớn ấn tượng bậc nhất tại Việt Nam. Mới đây nhất, đại gia Hoàng Kim Khánh tiếp tục gây chú ý khi tậu một chiếc Honda Goldwing 2023 hoàn toàn mới về garage của mình. Honda Goldwing là một trong những mẫu mô tô được các tay chơi xe phân khối lớn tại Việt Nam yêu thích nhất dù có giá bán không hề rẻ, đây được mệnh danh là ông vua đường trường với những trang bị không thua kém gì các xe ô tô. Chơi rất nhiều xe mô tô phân khối lớn, nhưng lần đầu mua con xe Honda Goldwing 2023 về vợ khen ngồi sướng và êm ái, không nóng, còn nói sao anh không mua một cặp về thỉnh thoảng đổi mà chạy, sợ vợ yêu của tôi thật đó, ông Hoàng Kim Khánh chia sẻ về vợ lẽ mới tậu. Được biết, giá xe Honda Goldwing 2023 tại Việt Nam từ 1,23 tỷ đồng, ngang với giá xe Toyota Camry 2023. Những hình ảnh do đại gia Hoàng Kim Khánh chia sẻ lên mạng xã hội cho thấy, chiếc xe mô tô phân khối lớn Honda Goldwing 2023 của mình có ngoại thất sơn màu đen nhám, đây là màu cũ, bên cạnh màu trắng, còn màu mới nhất cho bản 2023 là đỏ đen. Dù vậy, màu đen nhám trên xe Honda Goldwing vẫn được đánh giá rất cao về độ thẩm mỹ, không bị lỗi thời dù hãng có cập nhật thêm các màu mới. Honda Goldwing 2023 của đại gia Hải Dương mới bổ sung vào bộ sưu tập xe hai bánh ước tính có giá trị trên 8 tỷ đồng của mình được coi là phiên bản đi trước thời đại với thiết kế kiểu dáng sắc sảo hoàn toàn mới, bổ sung thêm nhiều tùy chọn, chế độ lái cùng khối động cơ đã được tinh chỉnh hứa hẹn sẽ mang đến cho người lái những trải nghiệm hoàn toàn mới. Ở phiên bản 2023, Goldwing giữ nguyên thiết kế tổng thể, động cơ và công nghệ không thay đổi. Khung sườn của Goldwing dạng khung sườn đôi nhôm đúc, đi kèm với hệ thống treo thanh giằng kép kết hợp với bộ phận giảm xóc điện tử. Xe lắp thùng sau dung tích 61 lít và hai thùng 60 lít ở hai bên yên xe. Yên bọc da cao cấp. Kính chắn gió điều chỉnh độ cao bằng nút bấm. Goldwing sử dụng hệ thống đèn LED. Honda Goldwing 2023 của đại gia Hoàng Kim Khánh sử dụng hệ thống giải trí và dàn loa đã được thiết kế lại nhằm giảm trọng lượng. Người ngồi sau có thể điều chỉnh âm thanh đặt phía trên thùng đồ bên trái. Ông vua đường trường Honda Goldwing 2023 lắp màn hình TFT 7 inch, hiển thị thông tin giải trí và định vị đồng thời hỗ trợ ứng dụng Apple CarPlay để kết nối điện thoại iPhone với xe cùng hai đồng hồ analog hiển thị vòng tua và tốc độ. Tổng thể xe có chiều dài rộng cao lần lượt là 2.575mm, 905mm, 1.555mm, khoảng sáng gầm 130mm, chiều cao yên 745mm, chiều dài cơ sở 1.695mm. Trọng lượng xe chỉ còn 384kg nhẹ hơn với bản cũ nhờ hệ thống khung gầm, động cơ, tay đòn đã được thiết kế lại. Về hệ truyền động, hãng xe Honda đã trang bị cho ông vua đường trường Goldwing 2023 động cơ 6 xi lanh đối xứng nằm ngang, dung tích 1.833 phân khối, công suất 124,7 mã lực tại giải vòng tua máy 5.500 vòng trên phút và mô men xoắn cực đại 170 Nm tại giải vòng tua máy 4.500 vòng trên phút. Chiếc siêu mô tô dành cho đường trường này đã được cải tiến đạt chuẩn khí thải Euro 5. Đồng hành cùng sức mạnh trên, phiên bản Honda Goldwing 2023 được trang bị tiêu chuẩn hộp số tự động ly hợp kép 7 cấp với chế độ xăng số tay em hoặc tự động A. Xe sử dụng hệ dẫn động trục các đăng đi cùng 4 chế độ lái tùy chọn gồm Tour, đường trường, Sport thể thao, E-can tiết kiệm và lên đường trơn trượt. Theo như Honda Việt Nam cho biết, hệ thống kính chắn gió đã được tinh chỉnh giúp giảm tối đa tiếng ồn lọt qua và nâng cao hiệu quả chắn gió hơn 11.8% giúp người lái thoải mái hơn khi điều khiển ở tốc độ cao. Đi kèm là hệ thống định vị GPS với con quay hồi chuyển, hệ thống âm thanh giải trí trước sau độc lập thông qua các nút bấm được bố trí giữa ghi đông và hai bên cùng công tắc, đặc biệt Honda Goldwing mới 2023 cũng sở hữu khóa thông minh Smart Key như trên các mẫu xe hơi. Được mệnh danh là kỳ quan công nghệ, Honda Goldwing 2023 có những công nghệ hiện đại, nhất hư hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc Hill Start Assist, HES, ngắt động cơ tạm thời Idling Start, công nghệ kiểm soát mô men xoắn Honda Select Table Top Control, HSTC, hộp đồ dung tích lớn có trang bị giảm chấn, ABS hai kênh hỗ trợ bởi công nghệ phân phối lực phanh DCBS. Đây cũng là mẫu mô tô đầu tiên
trên thế giới được trang bị công nghệ an toàn túi khí, airbag phía trước giúp bảo vệ người lái khi va chạm xảy ra. Công nghệ này chỉ xuất hiện trên phiên bản Tour DCT cao cấp nhất. Nhằm giảm tối đa cân nặng nên ở phiên bản mới, bình xăng của Gowin 2023 có dung tích 21 lít, nhỏ hơn so với bản cũ. Tuy nhiên mức tiêu thụ nhiên liệu của chiếc xe mới lại được cải thiện tốt hơn, đạt 5,6 lít trên 100 km. Thực tế khi vận hành ở đường Việt Nam, Honda Gowin 2023 tiêu thụ nhiên liệu khoảng 8 lít trên 100 km. Vì là dòng xe touring, nên Honda Gowin 2023 được thiết kế sao cho cả người lái lẫn người ngồi sau được thoải mái nhất, với phần yên hai tầng, bọc da sang trọng, dài và rộng giúp người ngồi có được sự thoải mái tối đa ngay cả khi phải di chuyển liên tục trong nhiều giờ. Ngoài ra còn chỗ tựa lưng sau cho người lái khá ấn tượng, các ghế ngồi và tay cầm lái của xe dành cho cả lái xe và hành khách, vẫn được tích hợp chức năng sưởi điện tương tự như bản cũ, tính năng này rất tiện ích trong thời tiết lạnh giá.